Dạ, Sunny mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Đò. Bây giờ thì khoảng 9 giờ ngày 13 tháng 7, 2023. Sunny đang đứng ở con đường Lạc Long Quân. Phía bên trái là phường 3, quận 11. Phía bên phải là phường 10, quận 11. Với video clip này, Sunny cũng muốn thực hiện theo yêu cầu của chị Mai Ly Lê. Muốn quay lại con đường Lạc Quân ở phường 5. Thì phường 5 ở đó có cư xá Phú Thọ Hòa và một nghĩa trang Phú Thọ Hòa rất lớn ngày xưa. Thì trên con đường Lạc Long Quân này đó thì cũng có một cái ngôi chùa Giác Viên, còn gọi là chùa Hố Đức, ở kênh Hố Đức anh chị, có lịch sử hơn 200 năm rồi, rất là lâu đời. Đây là một cái ngôi chùa trong một cái xóm hẻm Bình Thới. Và Sunny sẽ quay cái xóm hẻm đó sau, nó men theo cái mảnh đất nằm sen đó anh chị. Đây là một cái mảnh đất rất là hoang vu. Và ngôi chùa Giác Viên này đó là một cái nơi tập kết gỗ để xây chùa Giác Lâm. Chùa Giác Lâm thì cũng trên đường Lạc Long Quân này. Mới đầu là chỉ là một cái am cốc thôi của một ông Từ, coi trông coi về những cái vật liệu hàng gỗ để xây dựng chùa Giác Lâm, nhưng mà sau này trở thành một cái ngôi chùa luôn anh chị. Hiện tại ngôi chùa Giác Viên cũng đang được trùng tu và cũng xin lập lại. Nó còn có cái tên thứ hai là chùa Hố Đức, nó nằm trên cái rạch Hố Đức kết nối với lại dòng kênh Lò Gốm Tân Hóa để vận chuyển cái gỗ ngày xưa đó, đi bằng xe bò chở gỗ thôi. Đó là những cái lịch sử lưu lại. Và Sunny cũng muốn chia sẻ những hình ảnh trên con đường Lạc Long Quân này. Cái thứ nhất là gửi cho chị Mai Ly Lê, và cái thứ hai là gửi cho cô chú anh chị và các bạn, đặc biệt những cô chú ở con đường Lạc Long Quân này. Thì ở trước mặt anh chị đó là một cái ngã ba, bên phải là chúng ta về với lại con đường Bình Thới. Và từ con đường Bình Thới đó chúng ta đi trường Đua Phú Thọ. Ngay chỗ Phú Thọ Lò Gia đó. Rồi, chúng ta vẫn đi thẳng nha anh chị. Còn con đường Lạc Long Quân này nó rất là dài. Nó kéo dài tới ngay chỗ Bệnh viện Vì Dân. Nay là Bệnh viện Thống Nhất, ngay chỗ ngã tư Vạn Hiền. Thì nơi đây thì nó có một cái ao sen rất lớn, đầm sen. Và sau này thì nó trở thành công viên đầm sen, một cái khu vui chơi giải trí cũng rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Bây giờ nhà cửa thì đường xá nó thay đổi nhiều, nó mở rộng. Những cái cư xá nó cũng khác đi. Rồi những nghĩa trang như là nghĩa trang Phú Thọ Hòa, nó cũng là một cái khu dân cư, một cái chợ hoa đầm sen. Chợ hoa sĩ gì, bông hoa sĩ lấy từ Đà Lạt và các tỉnh khác, rồi tới đó phân phối đi khắp mọi nơi. Cái chợ đó hoạt động là chỉ là nhộn nhịp vào buổi tối. Đây chùa Giác Viên mà Sunny nãy giờ chia sẻ với anh chị. Má bên tay trái chùa thì với lối kiến trúc cổ và cũng đang được nâng nền xây sửa lại. Tất nhiên cũng giữ lại những cái nét xưa, nhưng mà lâu ngày đó nó cũng xuống cấp rồi anh chị, chùa Giác Viên. Mấy bữa thì Sunny có đi vào định quay gửi anh chị và các bạn, nhưng mà cũng đang nâng nền nên Sunny không có quay được. Khi nào xong Sunny sẽ chia sẻ với anh chị. Còn chùa Giác Lâm thì Sunny có quay rồi. Nếu mà anh chị cứ gõ lên YouTube, gõ chùa Giác Lâm Sunny Đòn thì sẽ ra cái video clip của Sunny. Má trái là những cái xóm hẻm với những con đường ngoằn ngoèo, nó men theo cái đầm sen năm xưa. Rồi, chúng ta đi thì chị Mai Lê Lê thì chị nói là bạn học ngày xưa thì cũng đi học, rồi cũng có đi ngang con đường này. Rồi cũng có những người bạn học ở trên con đường này thì Sunny cũng rất là vui lòng, sẵn lòng thực hiện. Nói chứ làm cho người khác vui thì mình sẽ vui anh chị. Đây là cái khu vực đầm sen. Nó có hai cửa, một cửa bên con đường Hòa Bình và một cửa trên con đường Lạc Long Quân. Sunny sẽ không có vào đâu, chạy để anh chị xem cỡ
cổng đầm sen rồi coi cái giá vé nó như thế nào. Cũng xin thưa với anh chị, ở Sài Gòn 30 năm rồi mà vào đầm sen hình như đếm trên đầu ngón tay hình như được 3-4 lần thôi. Nó đang có chương trình sắc màu gì đó, sắc màu băng giá. Nói chung là nó thu hút những người ở tỉnh lên đây thôi, còn người Sài Gòn thì họ cũng đi 1-2 lần rồi họ cũng không đi nữa. Đó. Đây là quầy bán vé mà Sunny cũng không thấy người bán anh chị. Bây giờ nó cũng vắng, cũng ế quá. Vé 100 ngàn. 100 ngàn, 140. Rồi Sunny đi ra nha. Thì cái khu vực đầm sen này rất là lớn. Ngày xưa, những cái hình ảnh ngày xưa thì nó là một cái vùng ngoại ô thôi, nơi cái bãi tắm ngựa, nơi những đứa trẻ nhảy ầm xuống đầm sen với nhiều kỷ niệm thơ ấu. Rồi chúng ta sẽ đi về cư xá Phú Thọ Hòa trên con đường Lạc Long Quân này. Thì nói đến Sài Gòn là chúng ta nói đến những cái xóm. Ở đây thì có xóm Bình Thới, nói đến Phú Thọ Hòa thì phải nói đến Sài Gòn, phải nói đến những cái cư xá, những cái xóm hẻm, những công trình kiến trúc cổ xưa. Sài Gòn thì ôi coi hẻm vô địch anh chị. Nó được hình thành những cái mảnh đất lâu đời. Rồi, bên phải là chúng ta về Nhị Tỳ Quảng Đông trên con đường Ông Ích Kim. Nay là cư xá Bình Thới anh chị. Bên trái là chúng ta về với ngã tư bốn xã để ra cái khu vực xa lộ Đại Hàng. Bây giờ thì nó cũng thay đổi rất là nhiều trên con đường này, và con đường này cũng rất là thân quen với sinh thi. Lý do là mình trên con đường đi làm anh chị. Thì có một cái văn phòng ở ngoài phi trường Tân Sơn Nhất đó, gần đó, ngay chỗ công viên Hoàng Văn Thụ đó. Và nơi đây thì cũng có một cái số chung cư mới anh chị. Nó nằm sát với lại cư xá Phú Thọ Hòa. Cái chung cư này là mới sau này thôi, nó có những cái điểm quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, một cái khu dân cư mới thôi, được hình thành sau này. Và những căn nhà mới xây. Đi như thế này để anh chị cập nhật. Có một số anh chị cái này nó bít lối rồi. Cái này là xuống cái hầm. Để anh chị cập nhật, nhiều lúc anh chị có công việc á, nhiều công việc thì mình không có thường đi. Sáng ngồi làm việc, coi sổ sách rồi sau đó là mình sẽ cùng đi với Sinh Ni. Cuộc sống ngày hôm nay thì với những cái chung cư mới như thế này á, thì dù sao đi nữa nó cũng tiện nghi hơn anh chị. Nó có đầy đủ quán ăn, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi. Nhưng mà cái chung cư ngày xưa thì không có. Trường học Lê Quý Đôn, cơ sở Lê Quý Đôn phải trái. Rồi bây giờ thì Sunny sẽ men theo con đường Lạc Long Quân này, và đây là phường 5 nha anh chị ha. Ở khu vực phường 5, cái hướng này là về ngã tư Bảy Hiền. Phường 5 bên phải nè.
những cái địa điểm buôn bán ở đây thì nhà cửa thì nó cũng rất là cao. Thì tình hình chung ở Sài Gòn thì ở đâu nó cũng có những cái căn nhà, những cái bảng hiệu cho thuê nhà nguyên căn. Nói chung là ai ai cũng buôn bán. Đối với tình hình kinh tế nó phát triển đó, thì cái việc buôn bán thì phi thương bất phú, buôn bán thì nó cũng có khách. Nhưng mà khi mà kinh tế nó suy thoái thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những cửa hàng buôn bán như thế này. Thì đối với cái chợ ngày hôm nay ở đâu có một cái xóm là ở đó thì có cái chợ. Cụ thể ở đây là có cái chợ buôn bán trong cái cư xá này đó. Bán thịt thả, mắm muối, bán cũng đủ thứ hết. Chợ này cũng lớn ghê, nó nằm trên một con hẻm. Đây là mình đang đi vào trong cư xá nha anh chị ha, cư xá Phú Thọ Hòa. Đây thì hẻm hóc nhiều lắm, nó lòn lách, nó đi đủ thứ các ngã. Mình quẹo ra cư xá nha anh chị ha. Đó, ở đâu thì có chợ, ở đâu có người dân cư là ở đó có một cái chợ hình thành. Đó, có những cái ngôi trường học và có những cái khoảng sân cư xá. Rồi địa chỉ, nó là cư xá Phú Thọ Hòa đó anh chị. Nhưng mà bây giờ địa chỉ nó còn lô không? Nó không còn lô nữa. Lô chỉ là một cái dị vãng thôi. 37, 33B, 37B. Dòng dòng cư xá này, những con đường trong cư xá. Nó không có cái địa chỉ cũ để mình nhìn cho nó dễ. Cư xá Phú Hòa, khu này chắc lô C quá, 12C, 71C, cư xá Phú Thọ Hòa. Mình đi máy trái là Ba Lập Long Quân, cứ đi vòng vòng chia sẻ với anh chị những cái xóm cư xá. Thì theo sinh đi nhận xét thì những cái nhà cửa ở đây người ta cũng xây mới anh chị, lối kiến trúc mới sau này. Bốn mươi bốn C, cái này là chắc lô C, mình đi cuối hẻm lên chị ha. Những con đường làm mới chạy bê tông. Kéo phải anh chị,
D, à, khu này khu D, cụm cư xá Phú Toàn Hòa, khu D, lô D đó anh chị. Mình chạy thẳng lên kia, à, xa xa cuối màn hình của anh chị để anh chị thấy cái tòa nhà đó là cái chung cư đó anh chị, à, nãy mình đi vào đó. Rồi, mình sẽ đi ra con đường Lạc Long Quân anh chị ha. Thì để tiếp tục đó thì Sunny sẽ đi thẳng. Trước mặt anh chị đó là giao lộ con đường Lạc Long Quân và cái hẻm cư xá. Mình đi thẳng là mình vào cái nghĩa trang năm xưa. Lạc Long Quân đây. Bên trái là về Cầm Sen, bên phải là về ngã tư Bảy Hiền. Mình đi thẳng qua bên kia là cái nghĩa trang đó. Đối với quận 11 thì đa số là người Hoa sinh sống anh chị. Rồi mình đi vào cái mảnh đất Nhị Tỳ, nghĩa trang. Và ngày hôm nay thì nhà cửa hai bên, mé bên phải thì là dạng nhà kho, mé bên trái là công ty nhà dân. Và nơi đây thì có một cái bến xe là nơi xử lý rác thải. Và ở đây có quán nhậu này rất là lớn anh chị, tối cũng rần á. Nhưng mà hiện tại thì làm ăn kinh doanh bết bát quá, giờ đóng cửa luôn nè. Chứ buổi tối thì rần. Để coi có tín hiệu không. Tín hiệu coi như buổi tối mở ra không thấy tín hiệu gì cả. Đây, mé trái của anh chị đó là một cái chung cư Phú Hòa, chung cư Lạc Long Quân, nằm lọt thỏm trong cái mảnh đất nghĩa trang. Chung cư này cũ rồi. Và nơi đây thì có một cái chợ, chợ nói chung là chợ tự phát, có lòng chợ thì nói chung là nó cũng khắp nơi anh chị. Cái mảnh đất nghĩa trang năm xưa bự to lớn, nói chung là một những cái mảnh đất ngày xưa đó, nghĩa trang ngày xưa đó, bây giờ nó trở thành công viên hoặc là khu dân cư rất là nhiều ở Sài Gòn này. Đây là một cái bến xe anh chị, vô kia là một cái xóm nè. Mình quẹo ra. Đây là nghĩa trang Phú Thọ Hòa. Và cái nghĩa trang Bắc Việt nằm ngay chỗ con đường Phổ Quang gần phi trường đó, bây giờ cũng là khu dân cư. Rồi nghĩa trang Mạc Đình Chi bây giờ cũng là công viên Lê Văn Tám. Rồi một cái nghĩa trang Đô Thành giờ là công viên Lê Thị Riêng, nằm trên con đường Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng 8. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào cái chợ Đầm Sen. Đây là một cái video clip chở anh chị đi dạo thôi, thấy tình hình kinh doanh mua bán nhà cửa, những con đường xưa nay như thế nào. Chứ Sunny thì không có đi vào chi tiết.
Tại vì bây giờ anh chị đi vào chi tiết là mình phải xin phép. Chứ nhiều lúc là mình quay thì nó kỳ lắm. Đó, những cái xóm nè, những cái chung cư, đa số người Hoa cũng sinh sống nhiều. Buổi tối ra đây là nhộn nhịp lắm anh chị ha. Bây giờ thì ban ngày rồi nên người ta cũng dọn dẹp anh chị. Buổi tối nhộn nhịp lắm. Đó, người ta bán những cái sạp, người ta bán bông hoa đó. Những cái quầy sạp kệ. Cứ anh chị cứ 12 giờ đêm trở đi, anh chị cứ đi ra đây. Người ta lấy hoa hoặc bông hoa về Đà Lạt về giao hàng, nhận hàng nhộn nhịp, đặc biệt những ngày dịp Tết hoặc là những dịp lễ tình yêu rồi 8 tháng 3 quốc tế phụ nữ đó chị. Bông hoa thì đối với chợ bông hoa ở Sài Gòn thì có hai ngôi chợ lớn, đó là Hồ Thị Kỷ ngay chỗ quận 10, đường Lý Thái Tổ, ngã 7 Lý Thái Tổ đó, và cái chợ Đầm Sen này. Rồi, bây giờ tiếp tục thì cũng mời cô chú anh chị chúng ta sẽ đi vào một cái ngôi chợ, rồi ra một cái nhà thờ, đó, chợ Hoa Đầm Sen đó. Cái việc mà cho thuê rồi bán nhà rồi sang tiệm thì nó diễn ra ở chợ và những con đường lớn, ví dụ con đường Lạc Long Quân, thì ở trong đây thì nó sẽ đỡ hơn, cái làn sóng đỡ hơn anh chị. Đó, có quán nhậu mà Sunny nói đó là nó cũng đóng cửa rồi đó, chứ nó không còn tín hiệu nữa, tín hiệu kinh doanh. Rồi, bên đây cũng là quán nhậu, buổi tối thì cũng rần rần. Thì nhưng mà với tình hình kinh tế khó khăn như thế này, cuộc sống khó khăn, số lượng phần trăm các doanh nghiệp phá sản rất là cao. Tất nhiên là anh chị, nó có số liệu cụ thể anh chị ha. Tại vì Sunny không nhớ, anh chị cứ vào search trên Google thì nó sẽ ra rất là nhiều cái số liệu để chúng ta suy nghĩ, đắn đo, chiêm nghiệm. Thì những quán nhậu lớn lớn thì giờ cũng vắng khách lắm anh chị. Chỉ nhỏ nhỏ thôi, bèo bèo, cốc cốc thì được bán nè. Trái cây đây là một cái chợ. Rồi, chúng ta sẽ lăn bánh vào chợ nha anh chị. Đây, đây. Đây, một cái chợ bán cũng khá là nhộn nhịp. Buổi sáng thì nhộn nhịp như vậy á, chỉ là diễn ra buổi sáng thôi, còn buổi trưa đến buổi chiều thì vắng rồi, đến khoảng 11 giờ là vắng rồi anh chị. Khi mà đi vào chợ thì chúng ta cũng dễ dàng hình dung được cái nét sinh hoạt của bà con ở đây. Đa số là bán về thực phẩm trái cây rồi thịt thà mắm muối thôi. Rồi đa số là những người lớn tuổi thôi đi chợ. Chợ anh chị thấy nhộn nhịp ha, buổi sáng này nhộn nhịp.
Khi mà thấy cái cảnh nhộn nhịp này thì mình cũng cảm thấy vui anh chị, vui, vui cùng với bà con. Lựa một miếng rau, miếng cải. Qua đi chị ơi. Rồi, cảm ơn chị. Chợ này cũng rất là đông vui. Buổi tối thì đi buồn lắm, hai sạp hai bên. Mình cứ đi thẳng nha anh chị. Những con hẻm này là cái gì, mấy dạch đây là người ta buôn bán hết á. Chỗ nào có sớm là chỗ đó có chợ. Đây là đã bán quần áo. Chợ này là chợ gì mà tự nhiên xin đi lại quên. Một lát là nó có cái chữ anh chị sẽ chia sẻ với anh chị nha. Cái lòng chợ đằng kia mà cái việc buôn bán thì nó kéo dài trong những con hẻm. Những con hẻm bên phải bên trái đều có những cái tạp hóa hết. Đây, bên trái chúng ta có cái lòng chợ. Chợ Phú Trung nha anh chị, đây là chợ Phú Trung. Thì anh chị cũng hiểu rằng mé trái là cái lòng chợ, mà cái lòng chợ thì cái lòng chợ ngày hôm nay thì nó vắng lắm anh chị, nó trở thành một cái kho hàng thôi. Người ta chỉ buôn bán ở dọc hai bên con đường này thôi, những cái xóm hẻm con đường. Nói chung giống như là nó lan rộng và tự phát. Nên ngày xưa mà buôn bán ai có sạp trong chợ là khá giả, nhưng mà bây giờ thì nó khác hoàn toàn. Giờ có đất đai cũng chưa chắc gì khá giả gì. Đối với người mà thừa tiền thì nó dễ chịu, nhưng mà đối với người không thừa tiền đó, vay ngân hàng là ôi thôi, cái đó là phụ nợ đó. Bán lỗ không ai mua, để đó thì bà trả lãi ngân hàng. Rồi chúng ta ra cái một cái xóm đạo. Rồi, chúng ta sẽ quẹo đây. Rồi chia tay cái chợ Phú Trung. Và còn dài lắm anh chị, cái chợ bây giờ chợ tự phát nó dài lắm. Cái xóm này thì nổi tiếng là làm trung thu, thì họ có một cái xóm làm lồng đèn. Bên phải là bức tường của nhà thờ. Nơi đây thì một cái mảnh đất nó kế bên Nhị Tỳ, nghĩa trang Phú Thọ Hòa, và người dân Bắc 54 và người Hoa sinh sống anh chị. Đây là cái khu vực nhà thờ.
nhà thờ Phú Bình nha anh chị. Nhà thờ Phú Bình đó, ở giữa có một cái hồ. Thì khu vực này nó vui nhộn nhất là những cái đêm Giáng sinh. Trang trí đèn rất là đẹp. Chúng ta đứng góc này để chúng ta nhìn lại tháp chuông nhà thờ. Không biết là chị Mai Ly Lê hồi xưa có ghé đây hay không. Đó. Nhà thờ đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra bên ngoài con đường Làng Lộc Quân. Thì một cái hình ảnh mà cảm thấy cũng rất là vui khi mà cái chợ kẹt xe đông đúc, các má, các dì, các thím, các mợ đi chợ lo cho những bữa cơm ngon cho những cái đứa con, đứa cháu thân thương ở nhà. Đó là một cái tín hiệu cũng rất là vui. Buôn bán nhộn nhịp như thế thì bà con tiểu thương mới có thể là cầm cự được trong cái cuộc sống khó khăn này anh chị. Tại chi phí ở trên Sài Gòn nó nhiều lắm, cộng hành cộng ớt phải vác mua mà tiền nhà trọ, tiền con cái học hành, ôi thôi đủ hết. Rồi đây là con đường Lạc Long Quân. Xin thì sẽ quẹo xuống con đường hồi nãy mình vào công viên đó, thế vào cái nghĩa trang á, vào chợ Đầm Sen đó, xin đi sẽ quẹo lại. Đây bên phải cũng kinh doanh. Nơi ta cũng đóng cửa nha anh chị ha, kinh doanh bây giờ đóng cửa dữ lắm. Ở ngoài đường chính nó vậy anh chị. Có thể là do ngày xưa cơn sốt bất động sản, hoặc là do kinh tế nó ổn định nên mọi người cứ phi thương bất phú mở ra buôn bán, hoặc là mua nhà bán nhà. Nhưng mà bây giờ thì nó hoàn toàn khác, nó khó khăn rồi xong nó mới bộc lộ những cái điểm yếu, trở tay không kịp phải bán thôi. Đó bên phải là nãy mình vô cái chợ đó. Ở bên phải thì mình có nhà thờ Tân Phú Hòa nữa anh chị ha. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo lại để về với lại con đường Âu Cơ Phú Thọ Lò Gia. Hướng này là về ngã tư Bảy Hiền nè. Ở đây có một căn nhà bán cũng rất là đẹp. Đâu đây nè. Đây, căn nhà bán là gì? Căn nhà bán đẹp không? Hai mặt tiền luôn. Mặt tiền hẻm luôn. Đây, nhà bán. Nói hai mặt tiền ở đây là hẻm thôi. Rồi. Chai giờ chưa có thì chị này làm, chở chị kia.
những cái mặt bằng đóng cửa là nó đều cho thuê mặt bằng anh chị, tại vì Sunny thấy nó có một cái bảng rất là nhỏ, cái bảng A4 photocopy cho thuê mặt bằng. Bên phải thì có một cái ngôi trường học. Trường mang tên là Trần Văn Ơn. Những cột đèn thì dán những cái bảng như là bán đất xây nhà với giá là 339.500 m². Mặt tiền, xe hơi, sổ hồng có sẵn gần chợ, trường học. Nhưng mà cái đó là thật sự mà nói cái đó dùng chiêu đó anh chị. Khi mình gọi cái số đó đó thì lên một cái dịch vụ. Thì dịch vụ đó là xin lỗi anh, cái mảnh đất đó bán rồi. Bây giờ thì sẽ dẫn anh chị tới một cái mảnh đất mới khác. Bảo đảm nó cũng giống như thế, nhưng mà cái mảnh đất khác thì nó không được như thế này. Cái đó là dùng cái chiêu thôi. Câu đó dán khắp nơi nè, bảng nè, dán nè, đầy hết. Rồi băng qua con đường Âu Cơ, bên phải là về trường Đu Phú Thọ, bên trái là mình về với lại chợ Bà Quẹo. Và cái góc gần đây thì chúng ta có ngôi chùa hơn 200 năm, đó là chùa Giác Lâm. Thì đi trên con đường này thì chúng ta cũng bắt gặp một cái cảnh cũng cho thuê sang sạp nhiều, tại vì nó gần ngay chỗ cái chợ Tân Bình, chợ thời trang Tân Bình. Nhưng anh chị biết là kinh tế khó khăn thì thời trang cũng đâu có ai mua anh gì, nên ta sang nhiều lắm trên con đường này. Nhưng mà để dịp khác thì Sunny sẽ quay trọn vẹn con đường từ đây mà về với lại Lăng Cha Cả để chia sẻ về tình hình anh chị. Cho thuê mặt bằng nè, mặt bằng cho thuê nó bay phất phới luôn anh chị đó. Bảo hiểm nè cũng cho thuê mặt bằng nè đó. Con đường này nó ớn lắm, ớn lạnh lắm bên kia kìa, nó tan nát luôn á. Nhưng mà thôi, cái clip này chúng ta tập trung vào con đường Lạc Long Quân, những cảnh trí, những phố xá, đường phố thôi. Rồi, ở đây là có ngôi chùa Giác Lâm, còn ở dưới Đầm Sen là chùa Giác Viên, tổ đình Giác Lâm. Thì chùa này anh chị muốn vào xem thì xin đi có quay chi tiết anh chị ha, bên trong chánh điện như thế nào. Tổ đình Giác Lâm, số cũ là 118, số mới là 565. Mình đi vào cái khoảng khuôn viên rất là rộng. Rồi tới đây thì Sunny cũng rất là vui thực hiện cho chị Mai Ly Lê những con đường Lạc Long Quân ở phường 5, và cũng chia sẻ gửi tới anh chị những cái hình ảnh chân thực nhất, có sao thì video nó vậy, để anh chị thấy cái cuộc sống Sài Gòn thông qua những đường phố, những cái chợ, những cái cư xá ngày xưa. Xin đi thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp sau. Bye bye.